Chào quý vị chị các bạn đã đến với phần phân tích thị trường chứng khoán Mỹ trong đầu tháng 10 năm 2023. Thì tháng 9 là cái tháng mà đã chứng kiến cái việc là sell off khá là đáng kể của thị trường. Thì hiện tại thì mình đã có được khá là nhiều cái data nó có lợi cho thị trường sắp tới. À, và có lợi như thế nào đây thì mình sẽ chia sẻ với quý chị các bạn trong cái video ngày hôm nay để tham khảo à, Bây giờ mình sẽ cùng nhau làm vào nội dung chính ngày hôm nay quý chị các bạn nhớ là cho mình một nút like, share và đăng ký kênh nếu mà chưa đăng ký và quý chị các bạn muốn à, nhận được những cái lệnh trade ngắn hạn cũng như là những cái mã stock đầu tư dài hạn của Team NKK Wealth thì quý vị các bạn à, nhớ là vào trang web là nkkwealth com để mà tham khảo đăng ký làm thành viên nha à, bây giờ mình sẽ cùng nhau là bắt à, đầu dùng chính ngày hôm nay Ok các bạn thấy là đầu tháng 10 cho các bạn ha tin tức đầu tháng 10 tin tức khá là à, tích cực đó là cái việc uh, government shutdown cái việc mà chính phủ Mỹ phải bị đóng cửa cái tuần cuối cùng tháng 9 đã đẩy giấy lên một cái tin tức như vậy và đến cái ngày mà mình quay video ngày hôm nay á thì nó đã à, có một cái tin tức là à, sẽ không có cái việc đóng cửa này. À, đây có thể là một tin tức tốt với thị trường và cái tuần đầu tiên của tháng 10 nó có thể là nó sẽ Uh, thị trường nó có thể pick up là cái 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 news này cái tin tức này để mà có thể bật lên nha các bạn ha thì cái này là một cái tin tức uh, tốt cho thị trường uh, bây giờ mình sẽ xem cái thị trường có những cái data gì mà lúc nãy mình nói là nó có ủng hộ cho cái việc là thị trường nó tăng lên nha các bạn ha và bây giờ mình sẽ đến với cái data đầu tiên uh, thì quý vị các bạn thấy là từ đầu năm uh, từ đầu năm là khoảng đây đúng không ạ cho đến uh, ngày cuối cùng của tháng 9 tức là nó đã có cái return uh, khoảng là 12-13% của S&P 500 đúng không ạ thì uh, ở đây có cái data là uh, đây là cái data mà mình cũng đã chia sẻ với uh, những thành viên trong nhóm NKK Wealth uh, thì quý vị các bạn thấy là ở đây theo xác suất lịch sử thống kê uh, từ năm 1950 đến bây giờ đó thì đây là những cái năm mà nó có cái việc tương tự xảy ra tức là đầu năm cho đến cuối tháng 9 nó tăng trong khoảng là từ 10 cho đến 20% phần các bạn ha. Thì đây là xác suất đưa ra những cái return của những cái năm đó ở trong lịch sử nha các bạn ha. Đây là vào tháng 10 nè và đây là vào quý 4. Thì quý vị các bạn thấy là trung bình trung bình lại thì tháng 10 có vẻ như là nó sẽ có một cái nhịp tăng nhẹ trở lại đâu đó khoảng trung bình 1.1% trong khi đó thì Quý à, 4 tức là những cái tháng cuối cùng của năm nay thì nó có cái xác suất tỷ lệ tăng là 5.1% à, Của những cái năm này nha các bạn ha Thì đây là một cái data đầu tiên nó ủng hộ cho cái việc là thị trường sắp tới Tháng 10 có thể là một cái sự định hình trở lại Và sau đó là để mà pick up cho cái việc là cuối tháng, à, cuối năm đó Là những cái tháng còn lại của năm đó nó sẽ tiếp tục là tăng lên à, Đây là một cái data đầu tiên à, Bây giờ mình sẽ đến với cái data thứ hai nha các bạn ha Và đây mình có một cái data mà mình muốn chia sẻ à, Đó là cái việc mà tháng 8 và tháng 9 mà thị trường nó đều đồng loạt rớt á. thì ở đây mình có như thế nào đây à, Thì quý vị các bạn thấy là ở đây mình có là thống kê từ năm 1952 đến bây giờ à, Với cái việc là thị trường trong tháng 8 và trong tháng 9 nó đều đồng loạt rớt à, Trên 1% nha các bạn ha, trên 1% thì à, vào tháng 10 cũng như là à, cái quý 4 tức là những cái tháng còn lại của năm đó nó có cái return. À như thế nào đây thì ở đây họ thống kê cho thấy là cái return trung bình của tháng 10 nếu mà việc này xảy ra thì là tăng 4.5%, trong khi đó quý 4 sẽ là tăng 7% với cái xác suất xảy ra cho các bạn ha. Xác suất xảy ra của cái việc mà tháng 10 tăng 4.5% là 77% và tháng tháng à, quý 4 của năm nay là xác suất xảy ra là cái việc tăng đó là 92.3% tức là rất là cao nha các bạn ha. Uh, thì cái việc này đúng như với năm nay hay không thì bây giờ mình sẽ cùng nhau là xem trên cái biểu đồ của S&P 500 thì đây các bạn thấy là đây là cái biểu đồ của S&P đúng không ạ? Thì các bạn thấy là tháng 8 đúng không ạ? Thì mình tính từ đầu tháng 8, đây là đầu tháng 8 nè cho đến uh, cho đến uh, cuối tháng 8 là cái nến này các bạn ha, đóng cái nến này nè là giảm 1.67% tức là đúng với cái uh, data vừa rồi đúng không ạ? và tháng 9 thì rõ ràng nó cũng đang giảm hơn một phần trăm chắc chắn đúng không ạ tháng 9 là từ, từ đây đúng không ạ từ đây cho đến đây là tháng 9 là giảm 5 phần 5.2 5.5 phần trăm đúng không ạ tức là cả hai tháng tháng 8 và tháng 9 đều giảm hơn một phần trăm đúng với cái data vừa rồi thì nó có tỷ lệ là cho thấy là à, tháng 10 và à, những cái tháng còn lại của năm là có cái xác suất rất là cao là nó sẽ à, tiếp tục là tăng lên và ở đây mình có một thống kê nữa. À quý các bạn thấy dựa trên cái uh, chart, cái biểu đồ của S&P Rate thì các bạn thấy là uh, cái đợt vừa rồi là thị trường nó bị sell off xuống đúng không ạ? Và nó rớt vào cái vùng uh, oversold tức là cái vùng quá bán ở đây các bạn. Vùng quá bán, cái này nằm dưới khu vực là RSI là khoảng 30 đó các bạn ha. Thì đây là cái vùng quá bán đó các bạn. Uh, và À, hiện tại thì nó đã nằm trên cái đường à, trung bình 200. Đây là trường đường trung bình 200 rồi các bạn ha. 200 MA moving average các bạn. Và thị trường nó không bị rớt xuống dưới, dưới cái vùng này luôn. Thì ở đây mình có cái xác suất thống kê à, của cái điều này tức là khi mà thị trường nó à, vào cái vùng quá bán và thị trường nó vẫn nằm trên cái đường trung bình 200 thì À, chuyện gì xảy ra à, trong lịch sử của những cái năm mà có cái hành vi tương tự như vậy trên thị trường Thì ở đây mình có thống kê cho quý vị các bạn tham khảo nè Ở đây mình có là à, S&P và vùng quá bán và cũng như là nó nằm trên cái đường trung bình 200 Thì quý vị các bạn thấy là từ năm 1990 cho đến bây giờ Đây là những cái năm mà nó có cái hiện tượng chung như vậy xảy ra à, Thì quý vị các bạn thấy là một tháng sau đó, 3 tháng sau đó, 6 tháng và 12 tháng sau đó thì ở đây là cái mức return trung bình à, của à, một tháng sau đó là có vẻ như tăng 0.6% đúng không ạ? Và 3 tháng sau đó tăng 3.4%, 6 tháng sau đó và 12 tháng sau đó tăng lần lượt là 7.6% và 10.3%. À, với cái xác suất tỷ lệ à, xác suất mà xảy ra đó cũng khá là cao nha các bạn ha. Thì ở đây cho thấy là có vẻ như là tháng 10 À, với cái thống kê này thì có vẻ trên tháng 10 nó sẽ có việc là tăng nhẹ trở lại Sau đó để mà lấy cái đà tiếp tục là tăng lên những cái tháng sau đó nha các bạn ha Đây là một thống kê nữa cho quý vị các bạn tham khảo Và bên cạnh đó nữa mình có một cái data nữa mình muốn chia sẻ Đó là cái ngày cuối cùng của tháng 9 Nó đã đóng một cái nến à, được cho là thấp nhất à, trong 3 tháng à, Tức là tháng 7, tháng 8, tháng 9 là 3 tháng đúng không ạ Thì các bạn thấy giống về tháng 7 nè các bạn Thì đầu tháng 7 các bạn thấy là đây là cái nến của à, ngày cuối cùng của tháng 9 đúng không ạ Tức là cái ngày à, là cái thấp nhất Cái vùng này là vùng thấp nhất của 3 tháng mà 3, th 3 tháng thì đây là cái vùng thấp nhất Thì theo thống kê Nếu mà thị trường nó ở một cái à, đáy của 3 tháng Mà cái đáy này nó vẫn còn nằm trên cái đường trung bình MA 200 các bạn Cái đường trung bình MA 200 lúc nãy đó Đường trung bình à, 200 đó thì ở đây như thế nào đây ở đây mình có là thống kê như thế này tức là với cái việc đó xảy ra thì xác uh, suất thị trường nó sẽ có một cái tỷ lệ return trong uh, một tháng sau đó là tăng 2. 4 với cái xác suất xảy ra là 76% đúng không ạ à? uh, thì uh, đây một lần nữa lại là một cái data cho thấy nên ủng hộ cho cái việc là thị trường nó sẽ À, tiếp tục là à, quay đầu trở lại và tăng trở lại à, từ tháng 10 trở đi thì đây là xác suất thống kê đúng không ạ và không có gì chắc chắn cả nhưng mà à, những con số đang à, đứng về phía là bu à, thị trường nó sẽ tăng lên à, trong à, thời gian sắp tới nha các bạn ha vậy với những data mà mình vừa mới chia sẻ nó đã một lần nữa là ủng hộ cho cái việc là thị trường nó đang đi đúng với cái à, xu hướng mà mình lúc trước mình đã phân tích là xu hướng nó đang đi lên À, và các bạn thấy là cái ngày cuối cùng của tháng chín nó à, đã nằm ngay à, cái đáy của cái đường uptrend line các bạn ha đường uptrend line đường màu xanh đây này, đây, đường màu xanh đúng không ạ và nó đang nằm ngay cái đáy của cái đường này các bạn thấy là ngày thứ sáu cuối cùng của tháng à, tháng chín đó à, thị trường nó tăng lên à, mình zoom lớn là thị trường nó tăng lên nhưng mà cuối ngày thì nó là đóng cái nến ở đây à, thì đây là một tin tức tại vì họ chưa có rõ thị trường chưa có rõ là cái việc là À, cái việc mà government chính phủ sẽ có phải bị đóng cửa hay không à, thì tin tức này vào à, ngày cuối tuần nó đã à, xác nhận là chính phủ không có đóng cửa à, và có thể đây là một tin tức tốt để mà ủng hộ tiếp tục cho cái việc là xu hướng của thị trường tiếp tục là tăng lên nha các bạn ha à, và ở đây mình muốn nói thêm là thống kê là thống kê có năm nó sẽ khác đúng không ạ? do đó là mình nghĩ là không có gì chắc chắn một trăm trăm cả thị trường sáng nắng chiều mưa do đó là mình phải cố gắng mà mình uyển chuyển theo nó à, thì để để mình nhận được những cái cập nhật nhanh như vậy những cái tin tức mà nó liên quan đến thị trường mà nó nhạy cảm như vậy thì quý à, vị các bạn nào mà muốn mình nhận được những tin tức này hoặc là những cái lệnh trade ngắn hạn À, kèm với những cái mã đầu tư dài hạn thì quý vị các bạn có thể là tham khảo đăng ký làm thành viên của team NKK Wealth à, để mà nhận được những thông tin như vậy nhé không ạ à, thì à, bây giờ mình xin phép là à, kết thúc video từ đây à, quý vị các bạn xem mình thấy bổ ích thì cho mình một nút like, share và đăng ký kênh nếu mà chưa đăng ký và chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo